Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phần khúc thấp nhất hạng A hatchback nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Morning. Và thưa với quý vị và bạn, đây là chiếc xe Kia Morning phiên bản van, sản xuất năm 2016, nhập khẩu nguyên chiếc, nhập khẩu từ Hàn Quốc và phiên bản nội địa của Hàn Quốc quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe đã lăn bánh được 5.3 km rồi quý bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và với chiếc xe này thì nhập khẩu về Việt Nam mình thì nó cái phiên bản này là Kia Morning Van cho nên là nó không có đồ gì cả. Nó là cái bản bay thôi, không có đồ gì cả. Về Việt Nam mình thì chủ xe cũng đã lắp thêm cơ số đồ rồi quý bạn nhé. Là ví dụ như là cảm biến lùi. Và nguyên bản thì đã có màn hình đầu DVD, đầu DVD, màn hình camera lùi. Và chủ xe đã lắp thêm màn hình chủ xe đã lắp thêm cảm biến lùi, ghế da và độ thêm cả ghế đằng sau quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 268 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe. Số tiền còn lại là 7% thì quý vị và các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning Van 2016 nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning Van nhập khẩu 2016 này ạ. Mời quý vị và các bạn.